các bạn, hôm nay mình sẽ thử thách ăn ổi cay. Đây, đây là bịch muối. Đây là ổi, rất là nhiều ổi và mình sẽ ăn vú sữa nữa. Để giải cay thì chúng ta sẽ cắt ổi thành những miếng nhỏ. Chúng ta sẽ thử thách ăn cay với em mình. Mình sẽ thử, mình sẽ ăn cay với em mình nha. Cay lắm đây. Nếu ai thắng á, thì người đó sẽ thắng. Chắc chắn là mình sẽ thắng thôi. Chào mọi người đi. Chào mấy bạn nha. Mình cắt nãy giờ mình nghe đây này mấy bạn. Chắc là em mình bỏ vào nhà trong đây luôn. Bây giờ nó đeo lục quá. Chắc cái ổi cũng cứng nhắc không? Chắc khó. Hoặc mà là thành những mảnh nhỏ nhỏ rồi cắt ra nó dễ. Đây, là miếng nhỏ vậy nè. Không, ăn nhiêu đây trước rồi. Được, ăn nhiêu đây trước thôi nha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ bỏ nhiêu lên, mình nhanh lên. Cắt mảnh nhỏ nhỏ nè. Chúng ta sẽ bỏ bịch này ra. Yeah. Ok, chúng ta sẽ ăn nhiêu đây trước. Thèm quá. Rất là thèm luôn. Nhìn nó cay vậy thôi chứ thèm chảy nước miếng. Đầu tiên chảy nước bọt luôn. Cắt trước. Đó. Ui giời. Nhìn nó. Ô quá bọt, mình bỏ lỡ tay rồi. Chết rồi. Bỏ chút ổi thêm nữa. Bỏ thêm chút bỏ nữa cho nó bớt. Ào. Mình sẽ bỏ thêm, cắt thêm chút ổi nữa. Tại hồi nãy mình bỏ quá tay ổi rồi. Mình lỡ tay bỏ nhiều ổi, lộn nhiều muối quá. Nó lộn quá à. Nhầm. Giờ, bây giờ mình sẽ cột cái bịch này lại. Thôi khỏi cột đi. Em đại sứ mình còn ăn quá mà. Chúng ta sẽ cắt tiếp. Pen này là hơi nhiều rồi đây mấy bạn. Chúng ta sẽ cắt. Tinh thần để ăn, mình phải chuẩn bị tinh thần để ăn mấy cái ổi này nó được cay quá. Tự nha, để mình cắt thêm quả dưa sữa này nè cho nó ngon. Ngon, quả dưa sữa thì hiện tại nó cũng đã chín rồi. Coi nhìn quả dứa sữa nó ngon kinh khủng luôn. Nhìn các bạn, bỏ thời gian các bạn xem quả dứa sữa luôn. Đó, ngon không? À, mình đã chuẩn bị muỗng sẵn hai cái này. Giờ mình để ăn thử coi. Cũng là bỏ vào cái kia vô. Mà xíu. Cái này để dành. Một xíu nữa.
ăn chút sữa sau. Đầu tiên mình sẽ ăn ổ trước rồi mình mới ăn chút sữa. Chắc là chắc là ăn trước đi. Nên tôi thử thách, đang thử thách nè. Nên phải đợi người kia xong rồi đợi. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị nước. Mình uống. Để mình đi chuẩn bị nước. Cay lắm mọi người. Để mình cắt tí chứ ăn tiếp. Ly sữa đá cực kỳ ngon luôn, để mình uống thử rồi. Ly sữa đá của chúng ta đây, nhìn dở dở nhưng mà thật sự nó ngon á. Ta sẽ để cái thứ này để mình xuống lấy Milo lấy sữa cho lên ha. Đây để mình nhân hồi này mình ăn cái đã. Mình hết sữa rồi rồi. Thôi chúng ta ăn nào. Mình thử thách thôi. 1, 2, 3 ăn. Ngon. Rồi mùi vị cay nhất đang bắt đầu lên mũi. Chúng ta sẽ có ba mẹ ăn uống ba hết ba lần sữa luôn. Mình đã uống một lần sữa rồi nè, uống một mẹ. Đó là luật của mình. Cây như ngon nhá mà. Cây gần chứ. Chào bác. Cây không?
theo dõi những video mới của mình nha. Bye bye các bạn. Bye.